chấp ngân thù. Thưa anh Nguyễn Chí Đức ạ, được biết anh vốn là một người hoạt động dân chủ khá nổi tiếng trong những năm trước đây. Anh cũng là một thành viên cứng của nhóm No Deal Hà Nội. Và gần đây thì mọi người khá ngạc nhiên khi thấy ông Lê Dũng Vô Va, một người khá là đàng hoàng tử tế, một trí thức cũng là thành viên của nhóm No Deal Hà Nội, lại về đầu quân, cắp cháp theo đuôi Vũ Quang Thuận. Anh nhìn nhận sự việc này như thế nào ạ? Sắp tới chúng tôi sẽ nâng cấp và mở rộng thêm nhiều đài nữa, thêm nhiều kênh nữa. Và hôm nay chúng tôi vừa mới bàn với chú em Lê Dũng Vô Va và đã được chú em Lê Dũng Vô Va là chấp nhận là sẽ trở thành, sắp tới đây chúng tôi sẽ đầu tư nâng cấp cho em Lê Dũng Vô Va, chú em học giả Lê Dũng Vô Va đây trở thành một kênh số 3, kênh số 3 của đài phát thanh truyền hình trên nước Việt. Thì sơ bộ chúng tôi phân công nhau tại loại như thế này. Chú em Lê Dũng Vô Va kênh 3 thì sẽ chuyên môn về cái vấn đề kỹ thuật này, vấn đề về môi trường này, vấn đề về liên quan đến trí thức Việt Nam này. Còn chú em Lê Trọng Hùng thì đảm nhiệm vấn đề là dân oan, vấn đề xã hội và vấn đề giáo dục. Còn tôi thì phụ trách mấy cái mảng là mảng chính trị, tư duy chính trị này, an ninh này, quân sự và luật pháp và một số lĩnh vực nữa. Sắp tới đây chúng tôi hy vọng là sẽ có thêm nhiều người khác để đảm bảo cho chúng tôi những kênh số 4, số 5 đến số 10 và nhiều kênh nữa. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ đầu tư nâng cấp trường quay, nâng cấp trang thiết bị, rồi mỗi một kênh chúng tôi sẽ có thêm nhiều người mới, thêm nhiều cộng tác viên mới, để làm sao mỗi một kênh chúng tôi sẽ phát sóng trong phạm vi từ 10 đến 24 giờ mỗi ngày. Chúng tôi sẽ phát đến mức độ là như vậy, phấn đấu là như thế. Thì hôm nay xin kính báo được bảo là như vậy. Thì còn trong cái ngày hôm nay, ba anh em chúng tôi sẽ hợp tác nhau làm phần thứ 37 với cái chuyên mục chương trình là giải quyết vấn đề hậu quả Formosa như bằng cách nào. Bây giờ tôi dẫn lời, sau đây tôi xin nhường lại lời cho chú em học giả Lê Dũng Vô Va. Mời Lê Dũng Vô Va tiếp lời anh. Vâng, xin chào quý thính giả của kênh kênh một chất lượng nước Việt. Dạ vâng, thì kính chào quý khán thính giả của Trinh Bởi Vision. Thực ra bây giờ mà nói về anh Dũng Vô Va thì hoặc là bất kỳ ai thì nói chung là cũng không là, nó cũng không hay. Vì thứ nhất là thông tin mà tôi biết thì tôi cũng không có ý đi sâu vào tìm hiểu đời tư cuộc sống của ai cả đâu. Trừ những cái gì mà nó phát lộ lên Internet hoặc là nó gây cái hiện tượng tiêu cực, phản cảm thì đương nhiên nó đập vào mắt người ta thì mình mới phải chú ý thôi. Chứ về theo cái sự hiểu biết sơ bộ cũng như là bên ngoài tôi ấy, thì anh Dũng Vô Va, anh Lê Dũng Vô Va thì anh cũng là một người đứng đắn, cũng là người tử tế, cũng như là một người có kinh nghiệm vừa cuộc sống trong xã hội cũng như là về cái nghề nghiệp. Cho nên những người như vậy là mình hiểu hôm nay là một người cũng văn võ song toàn trong lĩnh vực vừa xã hội mà cũng vừa hoạt động, mà cũng không có gì quá khích cũng như là gây một cái gì nó cực đoan. Đấy là nhận xét trên cương vị là góc độ hoạt động thì tôi nhìn nhận anh Lê Dũng Vô Va như vậy. Còn về mặt mà cái nhu cầu hoạt động chính trị thì tôi nghĩ là không những anh Lê Dũng Vô Va hoặc là bất kỳ ai cũng như tôi thôi, đều do cái bản tính mà cũng như là cái quan điểm mình thì mình cũng muốn tham gia một cái tổ chức hội nhóm nào đấy để mình gọi là mình muốn thể hiện cái chia sẻ ý kiến của mình. Ngoài cái chuyện mình hoạt động nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ ra những cái suy nghĩ, cái tâm tư của mình. Thì gần đây thì tôi cũng nghe một số bạn bên Việt Vision bảo là anh có hình như là đầu quân hay tham gia gì cho cái phong trào chấn hưng nước Việt của ông Vũ Quang Thuận ấy, thì tôi nghĩ là nó cũng có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên, hay là cũng có thể nhiều người sẽ có một cái suy nghĩ lăn tăn trong đầu đấy, nhưng mà tôi nghĩ nó bình thường. Vì cứ suy ngược trường hợp của tôi đấy, lúc mà tôi trả lời phỏng vấn cho Việt Vision là lúc đấy là cái hai bạn sinh viên đến phỏng vấn tôi là bạn Lệ với bạn Bách ấy. Là lúc đầu về sau là sau khi phỏng vấn đấy xong là mọi người, tức là tạm gọi là bên phe phía chống chính quyền, bắt đầu một số dè biểu, một số đả kích, xong dần dần là tôi cũng hay gắn bó giao lưu thì bắt đầu mọi người nghĩ tôi là dư luận viên an ninh. Như vậy là cái suy nghĩ đấy là có thật. Còn bản thân tôi ấy thì
cũng vẫn giữ cái lập trường của mình, nên là tôi chỉ góc độ tôi chỉ xem mình là một thân hữu của kênh Việt Vision thôi. Còn về cơ bản những nội dung hoặc là những cái gì tôi không có ý kiến. Tôi cũng có nói lên suy nghĩ của mình, nhưng mà tôi không có ý định biên tập hay là có ý định gọi là viết bài hay là có một cái nội dung gì như kiểu mang tính là để coi như là thành một công trình hoặc là một cái biên tập gì đấy, hoặc là những cái hoạt động mà như kiểu để đánh phá những cái người hoạt động biểu tình là tôi chưa có. Tại vì nếu mà tôi có ý định đấy thì chắc chắn là nó còn hoành tráng, mà nó còn kịch tính hơn nhiều. Tại vì tôi vốn là những người hoạt động xã hội từ sinh viên cơ, cho nên ít nhiều tôi biết cách để mà cổ động quần chúng, cũng như là biết cách có thể chia cắt hoặc là tạo dư luận nghi ngờ, nhưng mà cái đấy tôi không làm. Tôi góc độ tôi vẫn là một thân hữu của Việt Vision, cái đấy là tôi nói nhất quán từ một vài năm nay đối với cả mọi người, cũng như là đối với anh em cả công khai lẫn lúc mà trà dư tiểu hậu đấy. Thì quay lại cái chuyện anh Lê Dũng Vova, thì nếu mà anh có đầu quân hoặc là anh có tham gia một cái người nào đấy mà tạm gọi là bị dư luận cho là phản cảm thì cũng chuyện đấy bình thường thôi, tôi nghĩ là bình thường. Nhưng nếu mà xét một cách bao trùm hơn ấy, thì những người mà như tôi hay là anh Lê Dũng Vova, hoặc là đây là tạm gọi là hai những người mà cũng hay thích lên sóng để chia sẻ cái quan điểm. Nhưng nhiều người khác có thể là họ cũng muốn tham gia, họ muốn đóng góp nào đấy, nhưng mà họ ẩn giật, họ lặn đi. Thì chỉ muốn nói thì cái phong trào xã hội dân sự ấy, ở cấp thấp xã hội dự hoặc là phong trào cao hơn là những cái tổ chức đối lập ấy, là đã thất bại. Sở dĩ như vậy là vì họ không quy tập được những người mà có tư cách tử tế và có kiến thức xã hội để tham gia. Đấy, chẳng hạn như tôi thì tôi cũng gọi là thôi thì mình không hoạt động nữa, thì mình cũng tham gia anh em Việt Vision, gọi là vừa là giao lưu vừa là cũng là vui vui, thỉnh thoảng mình nói lên cái suy nghĩ của mình. Thì trường hợp anh Lê Dũng Vova thì cũng thế thôi, cho nên là cái chuyện bình thường. Nhưng ở góc độ toàn cục thì như tôi nói lại là đã là cái tập hợp tinh hoa trí thức để mà tạm gọi là có cái tư tưởng đối lập thì đã thất bại rất nghiêm trọng. Từ những cái chuyện mạng lưới blogger Việt Nam đã bị tan đàn xẻ nghé, tôi đã nhìn thấy trước rồi. Tôi rất hồi xưa là tôi còn muốn gom vào lại, nhưng mà ngay từ lúc đầu tôi đã thấy nó đã bất ổn. Tôi lấy một ví dụ, có cái hôm mà có buổi gặp gỡ ra mắt cái mạng lưới blogger Việt Nam, tức là anh em gọi là khắp nơi quy tụ lại để như kiểu là một buổi mình giao lưu, cũng như là coi như một buổi hội thảo luôn ấy. Thì lúc đấy rất đông người mà toàn nói chuyện riêng rồi ồn á, rồi nói như chợ vỡ ấy. Thì lúc đấy thì không có ai đứng lên để mà gọi là tạm gọi là kết nối hoặc là như kiểu dẫn chương trình cả. Thì tôi đành phải đứng dậy, thì tôi cũng có nói một vài câu cũng như là giới thiệu này kia. Xong cuối cùng là tôi chỉ anh Lê Dũng Vova ấy, thì lúc anh đứng lên thì anh nói một cách cũng rất là hùng hồn, cũng như là nói có bài bản, cũng như là có một cái gì đấy nó rất đóng góp. Tóm lại là lúc đấy là tôi nhìn thấy anh là một người có tố chất rồi để vừa có thể làm một người như gọi là một cán bộ dân chủ được. Nhưng mà nhìn chung ấy là lúc cái đám đông đấy thì vẫn thích nói chuyện riêng, vẫn thích giao lưu hoặc là thích thể hiện chụp ảnh gọi là để tự sướng, cũng như để khoe trên mạng thôi. Là như vậy là ngay từ thời khởi thủy thì mạng lưới blogger Việt Nam nó đã có cái sự lộn xộn rồi. Lộn xộn đây không phải là vì nó vốn lộn xộn, mà vì cái các tố chất, các hạt nhân hoặc là căn cốt của những người tham gia là nó không có tố chất để vào để thành một tổ chức mà nó có đứng đắn, nó tử tế hoặc là nó mang tính xây dựng. Và muốn thế thì bản thân những hạt nhân nó phải có trình độ, cũng như phải có nhìn bao quát toàn cục, cũng như là người có khả năng tổ chức và dẫn dắt. Đấy, thì nếu chỉ nhìn đấy là tôi chỉ nói một cái ví dụ thôi, là đã thấy ngay là nó đã có sự bất ổn cứ từ khởi thủy. Sau đó thì cái rộ lên cái chuyện mà cái hội nhà báo độc lập ấy, hội đấy vừa mới ra đời phát là tôi biết ngay là hội này sẽ tan. Vì cái linh cảm, vì tôi là cũng có một cái kinh nghiệm về cái nhìn nhận về tổ chức, tôi biết nó rất sôi thịt. Vì bản thân cái nhân vật mà cầm đầu là cái gì Nguyễn Chí Dũng ấy, cũng gọi là bỏ đảng chúng tôi. Nhưng mà khi tại vì thực sự mà những người mà đã có một lý tưởng khác ấy, khi họ ra khỏi tổ chức thì thường là họ không muốn có một chức vụ gì đâu, tại vì hoặc là họ không có ham cái gì một cái danh lợi cả, về tiền bạc, về công danh họ không muốn.
Còn những người mà nếu mà muốn ham danh lợi thì ở trong tổ chức đảng vừa được phấn đấu mà vừa có thâm niên thì phấn đấu còn hơn, còn đã ra ngoài thì thường thường là bị một cái tiêu cực. Số ít là có lý tưởng nhưng mà phần lớn là người có tiêu cực hoặc là người có bất mãn một nào ở đấy trong cái quá trình sinh hoạt đảng của mình, đem ra họ ra. Thế là ông ngay cái lúc mà ông âm mưu là thành lập một cái đảng của những người bỏ đảng, là tôi thấy đã biết ngay là ông có mưu đồ là muốn giang hồ nhất thống cho những người mà ra khỏi đảng. Tôi chỉ khiêm tốn là bây giờ chỉ có, đấy là hồi xưa nhá, hồi xưa tôi chỉ muốn gọi là giao lưu kết nối những anh em nào mà đã từng ra khỏi đảng vì lý tưởng, tức là mình không thích lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản đó thì mình ra thì mình anh em mình giao lưu, chứ chưa có một cái ý đồ hoặc là ý định gì nó ghê hoặc sâu xa, hoặc là ý đồ như kiểu là mình đứng trên người ta là không có. Nhưng ngay cái chuyện mà ông Dũng đấy, ông ra khỏi đảng nhưng mà ông đã có cái mưu đồ là gợi ý ra để lập một cái tổ chức đảng của những người bỏ đảng, là tôi thấy là ông có động cơ là như vậy, là ông muốn làm thủ lĩnh rồi. Nhưng mà thủ lĩnh, ông muốn làm thủ lĩnh thì ông phải hơn người, cũng như là ông phải hy sinh. Đấy, cho nên sau này thì nó vỡ ra ngay là cái chuyện Hội Nhà báo Độc lập nó tự tai nạn xảy ra của nhóm mấy nhân vật đầu nã. Trong đó có một cán bộ công giáo là ông Thanh ở dòng chùa Cứu Thế đấy. Ông đấy là một cán bộ của bên công giáo. Thế là ý tôi muốn nói là ngay từ khởi thủy rất nhiều hội nhóm tan vỡ. Không phải nó bị chính quyền gọi là can thiệp hay là bị những cái khó khăn ở khách quan, mà nội tại ngay cái lúc khởi thủy những nhân vật đầu não nó đã có một tà tâm rồi. Tôi gọi là tà tâm, tôi không gọi là dã tâm, mà nó gọi là tà tâm để họ muốn làm độc tài khoác áo dân chủ. Thì đấy là trường hợp của Hội Nhà báo Độc lập, nó về sau nó tan, nó không tan nhưng mà đại khái bây giờ gần như là nó chất lâm sàng. Còn hội mạng lưới bờ cơ Việt Nam thế, nó là thực ra là chết rồi, không phải lâm sàng nữa, tại vì ngay những khởi thủy những người thành lập ra nó không có sự tử tế về mặt chính trị. Đấy là hai hội. Còn một cái nhóm nữa ấy, là ở Hà Nội, là cái nhóm của, tôi không gọi là nhóm, mà một số trí thức mà cũng có uy tín mà cũng tử tế như giáo sư Chư Hảo ấy, thì cũng muốn qua những cái giấy lên một cái sới sáo lên những cái ưu tư về những vấn đề học thuật về tư tưởng của Phan Chu Trinh, hoặc là những người mà có cái trong quá khứ là cũng tham gia những hoạt động cứu nước hoặc yêu nước đấy, mà cũng liên quan đến viết báo hoặc là những cái vấn đề hoạt động xã hội dân sự, thì cũng sới sáo lên. Thì lúc đầu cũng thu hút được vì lý do là nó cũng có do cái dư âm của cái chuyện biểu tình lên cao, đâm ra là rất nhiều người tham gia. Thì tôi cũng tham gia, nhưng mà tôi để ý rất kỹ là những người nào mà có ý thức tham gia để mà họ muốn nâng cao cái học thuật hoặc nâng cao lên một cái gì về mặt tư duy ý, thì rất ít. Đa số tham gia là và mang tính chất là để là vui hoặc là có vẻ có cánh để tạo ra cái bề nổi là có vẻ như là những người là biểu tình cũng quan tâm tình hình đất nước hoặc quan tâm vấn đề thời sự là thể hiện thế, nhưng mà thực ra không có, nó vẫn mang tính mốt và trào lưu. Còn cái số mà thực tế tham gia để mà quan tâm đến vấn đề cái tư duy, cái đường lối thì nó rất ít. May ra có một số vài anh Bùi Quang Minh hoặc là ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, đấy là một số rất ít. Tại vì sau này, sau khi tàn cuộc cái chuyện biểu tình của tôi vẫn âm thầm tôi tham gia, tôi tham gia để theo dõi thôi, thì gần gần là đuối hết, chỉ còn một vài những người có lòng hoặc là những người mà tức là vốn họ đã rất tha thiết cái vấn đề này thì họ vẫn tiếp tục bám trụ, như là giáo sư Chu Hảo chẳng hạn. Đấy, thì vừa rồi chẳng hạn là có cái nhà nước vừa mới thành lập học viện Phan Chu Trinh đấy, thì ông cũng là một trong số những người cùng nhà văn Nguyễn Ngọc, hoặc là một số người cũng đấy cũng là có tên trong cái những người quản trị của cái học viện đấy. Đấy, những người mà thực sự mà xã hội dự, tuy rằng là có thể là chính quyền hoặc là một số người bên cửa đỏ là dự viên cũng phê phán hay là chỉ trích ông ấy, nhưng mà thực sự là những người đấy đã khởi thủy, họ đã có cái ưu tư ấy rồi, chứ không phải là trào lưu mới thời gian gần đây. Đấy là tôi nói sơ bộ về những nhóm hội hoặc là những người mà tạm gọi là những người có trình độ cao và có quan tâm đến chuyện sách vở. Họ không quy thuộc được những người như tôi hoặc là anh Lê Dũng Quốc Hòa, cho nên những người đấy là hoặc rất nhiều cái khác, những người khác thì âm thầm tôi không thể biết được, nhưng mà họ đành phải một là họ không làm gì cả, hay là họ chỉ đọc báo khai đài, hay là họ tự độc thoại. Đấy, có một dạo anh Lê Dũng Vô Vàng anh độc thoại gần đây thì anh cũng
thì cái nhu cầu chia sẻ, nhu cầu có tìm bạn cùng chí hướng là anh phải phải đến với nhau ấy, là đúng thôi. Nhưng mà tự chung là chỉ nói lên là sự bất lực của những người trí thức, mà trí thức chính trị ấy là bất lực. Nhân đây ấy, thì tôi cũng là cái thuật ngữ trí thức chính trị này nó xuất phát từ cái nhóm của ông Nguyễn Gia Kiểm, là cái hội dân chủ đa nguyên đấy của ông Nguyễn Gia Kiểm. Nhưng mà gần đây là có rất hài hước, ông này thì có khi là bên Cờ Đỏ hoặc là bên Việt Rừng có khi rất ít để ý. Nhưng mà gần đây thì ông mọi người mà rất rất nhiều năm gần đây thì người ta nghĩ ông là cha đẻ ra của những cái cuốn sách về cái tư tưởng về dân chủ đa nguyên, hay là người sáng lập ra cái nhóm đấy. Nhưng mà gần đây là chính là ông bị đồng đội của ông ấy là dùng từ đảo chính, tôi gọi là đảo chính nhanh nháy, hạ bệ ông ấy. Như vậy là gì? Ông vừa là ông ấy là rất hay mạt sát những người trí thức trong nước này, hay coi khinh những người hoạt động chính trị như kiểu là xôi thịt, hay là kiểu là không có trình độ, mà hay nêu ra cao cái thuật ngữ chính trị, tức là dành cho những người gọi là tạm gọi là có trình độ, có chiều sâu, thì ông sẽ đánh giá là trí thức chính trị. Nhưng mà chính ông một cách nực cười là ông còn chính bị đồng đội của ông phế bỏ, coi ông là kẻ độc tài, thì ông vì đấy ông phải tự lại suy nghĩ. Những người mà cứ nhân danh có trình độ, có trí tuệ mà đấu tranh dân chủ ấy thì lại bị vướng vào cái chuyện là độc tài trá hình dân chủ. Có rất nhiều người như thế. Từ xưa tôi đã nói có những người cầm đầu của mạng lưới blogger Việt Nam là những người độc tài còn hơn cộng sản. Thì cái ông Nguyễn Gia Kiểm lại thế, hoặc cái nhóm mạng lưới cái hội nhà báo độc lập của ông Dũng bỏ đảng và cái ông Thanh cán bộ công giáo đều là độc tài trá hình ấy. Cái độc tài này họ trá hình, họ mượn danh dân chủ nhưng mà thực ra để họ thiện, hoặc là họ không vì cái chuyện đồng tiền nhưng họ mưu mô để vun đắp cho cái danh tiếng cũng như là về cái ý chí chủ quan của họ. Chính vì những người như vậy, tức là chính nhìn những con người như vậy, thành ra là nó không làm cho những người tử tế, những người mà đứng đắn họ đến được. Đấy cũng là một số lý do như vậy. Còn trước đó quá khứ xa xôi thì những nhóm của Hoàng Minh Chính thì tôi không rõ lắm, nhưng mà tôi nghe phong phanh là cũng đấu đá chức vụ rồi này kia, là nó cũng ảo, thành ra là cuối cùng là tự tan vỡ. Đấy tức là những người mà tạm gọi là có trình độ, có một cái gì đấy, có thành đạt trong cuộc sống nào đấy, thì họ lại bị vướng vào cái sự độc tài giả hiệu dân chủ. Còn cái đối những đối tượng thấp hơn ấy, thì nào là thì hầu hết là cơ hội thì nó bị đã lộ rồi. Những đối tượng đấy thì nó qua thời gian là cũng bị phát lộ. Còn những cái đối tượng trí thức kia thì lại bị cái tư duy độc tài nó làm cho mọi người không đến được nhau. Cho nên là cái chuyện mà nhiều người ấy, mà họ không gắn bó được với một tổ chức nào đấy thì không hẳn là vì chính quyền đàn áp. Có thể chính quyền vẫn theo dõi và chính quyền cũng có một cách để họ phân tán lực lượng. Nhưng mà cái vấn đề chính ý, là những cái người mà gọi là sáng lập hoặc là kêu gào tổ chức này kia vì nước hay là vì cái chuyện xã hội dân sự, tóm lại những ngôn từ cao đẹp ấy, nó đều giả hiệu hết. Chính vì nó sự giả hiệu đấy, đâm ra người ta không đến được với nhau và cũng không có cách nào người ta gắn bó được với nhau. Không những tôi nhớ không nhầm là không những anh Dũng Mô Va là có hay gắn kết với ông Vũ Quang Thuận, mà cái nhà báo Phạm Thành thế. Còn có nhà báo Phạm Thành thì cũng có vẻ hay giao lưu với ông Vũ Quang Thuận. Thì nó chỉ nói lên một điều gì? Bản thân những cái hội nhà báo độc lập của các vị ấy, hoặc là trước đây là có cái hội gì xã hội dân sự mà anh Lĩnh Dũng Vô Va tham gia ở cái nhóm cựu trí thức IDS ấy, là cũng tào lao. Tại vì nếu thực sự mình mà nghiêm túc, mình có lòng với cái nhóm đấy thì mình sẽ vun vào cho cái nhóm đấy, mình sẽ xây đắp lên, chứ không phải là mình đăng ký hội này rồi mình đi lại du theo hội khác. Đó là một người không có lập trường, cũng như là một người gọi là kiểu vui đâu chầu đấy, vui đâu chầu đấy và không có lập trường. Cho nên là có thể là một lúc đăng ký 5-6-7 hội, hoặc là tham gia hội này nhưng lại không làm gì cả, gọi là đánh trống bỏ rồi. Đấy là những con người mà nếu họ không bị cái chuyện đạo đức thông thường như kiểu là
bồ bịch trai gái hoặc là ăn chặn tiền hoặc là lừa đảo ở cái chuyện tầm thấp của cái nhóm lôm côm kia thì họ là cái dạng là hời hợt, thích mua danh mua vui hoặc là đấu tranh dân chủ bằng mồm, không thực chất. Những cái đối tượng này nó chỉ là nói thật ra nó còn khốn nạn hơn là tôi nói này, những đối tượng này nó còn khốn nạn hơn những người mà lừa đảo tiền bạc của dân oan hay là lừa vào hay là ăn chặn tiền của hải ngoại gửi về Việt Nam. Nó cực khốn nạn ở chỗ gì? Nó là có trình độ, có chữ nghĩa, lúc nào nói điều hay, có ra vẻ là bao dung cho những người bất công, nhưng mà nó chả hy sinh gì cả, nó không hề có một hy sinh gì cả, thực sự nó không hề sinh. Nhưng mà mọi người không để ý vì cái ngôn từ của nó trau chuốt, đẹp đẽ nên là mọi người tưởng nó là thánh thiện, nhưng mà thực ra nó là cái loại còn khốn nạn hơn nhiều những cái người kia. Những người kia thì tuy rằng thì họ có những cái yếu điểm mà hoặc là những có cái sai sót đấy, nhưng mà về cơ bản họ cũng bị phải chịu đòn đấy, cũng như bị cũng bị xương gió, họ là cũng phải lăn lộn chứ không phải là họ cầm tiền chơi vui đâu, không có. Cái bọn trí thức này mới là bọn khốn nạn, cái bọn tôi nói là cái bọn mà giả danh dân chủ ấy mới là khốn nạn. Tại vì chứng là bọn ấy ăn bổng lộc của đảng rất nhiều, hồi xưa ăn bổng lộc của đảng rất nhiều, bây giờ nó về hưu rồi nó thích thể hiện, hoặc là nó giả vờ tị nạn chính trị như cái thằng Lạng Sương Hồng, là những thằng loại đấy là loại cực kỳ khốn nạn. Hoặc là gần như gần đây tôi nghe, không biết, tôi nghĩ là không đúng lắm, thậm chí cả cái thằng Trịnh Xuân Thanh đang bị nhà nước truy lùng mà bây giờ là cũng muốn phọt phét về cái chuyện chính trị, là cái loại cực kỳ khốn nạn ở đường cùng. Tất cả những loại đấy là tôi nghĩ là nó cặn bã cái xã hội, nó còn khốn nạn hơn là cái mấy cái đối tượng lôm côm ăn chặn tiền. Đấy là ý kiến của tôi. Thì tôi cũng, đây là tôi nhận xét một cách đại cuộc, chung cuộc thôi. Cho nên là nó cũng để cho mọi người hiểu rằng ấy, cái nhu cầu chia sẻ chính trị này, chia sẻ quan điểm cũng như là hoạt động xã hội là cái chuyện là nó là tất yếu. Chứ có thể là nó trái với cái suy nghĩ của những người cầm quyền, nhưng thực tế là nó tồn tại. Cái đấy là quy luật tự nhiên, chứ không phải là họ phản động hay là gì cả. Phản động theo hiểu thì là khi nào mà nó phương hại đến những cái lợi an ninh quốc gia cũng như là đời sống xã hội, thì tôi nghĩ là hoặc là nó trào lưu thúc đẩy của xã hội thì mình cũng cần phải đấu tranh, mà mình phải mạnh tay, nhất là mấy đối tượng cán bộ công giáo kích động giáo dân để mà đòi lật đổ chính quyền hiện hành ấy, là cái âm mưu của họ là nó còn thâm độc kìa. Cái đấy là tôi đã nhận ra rồi, tôi nhận ra trước khi tôi tham gia mấy cái hội tổ chức xã hội dân sự này hoặc là đi biểu tình. Cái trong tư duy của họ là họ muốn, vì họ muốn độc tài. Nhưng lại nói chuyện là cái chuyện độc tài, cái độc tài của cái chủ thuyết thần kiền của bên công giáo, nó còn độc tài, nó còn siết chặt hơn là bên của những tổ chức của các chủ thuyết khác mà bị lên án là độc tài. Nó làm cho người ta chỉ có vinh danh Chúa và chỉ có Chúa mà thôi. Còn các vấn đề các anh hùng dân tộc cũng như là các vấn đề là công lao cũng như là phát triển xã hội hoặc các học thuyết khác là nó phủ hết. Đấy là hành động nó rất độc tài. Cho nên mọi người đấu tranh với độc tài, chỉ trích độc tài, thì chúng ta cũng phải xem lại cái chủ thuyết thần quyền của công giáo nói riêng và của Kitô giáo nói chung. Tại sao có quyền mạt sát chủ thuyết này chúng ta, mà khi người ta chỉ trích lại thì bắt đầu vu vạ vào cái chuyện là xúc phạm tôn giáo. Tôi không hề có một, xưa nay chưa bao giờ tôi xúc phạm hoặc là có một lời gì là tôi đối với Chúa Giêsu cả. Tôi còn thấy là ông rất đáng kính và cũng nhiều bài học đấy. Nhưng mà chủ thuyết của Kitô giáo thì tôi khẳng định là nó là chủ thuyết lạc hậu đối với thời đại của khoa học, cũng như là nó phản cảm đối với dân tộc, đối với cái dòng lịch sử Việt Nam thì nó không có đóng góp gì cả. Cho nên mọi người nói chung ý, ở các khía cạnh chỉ trích chủ nghĩa cộng sản, chỉ trích đảng cầm quyền, thì ngược lại sẽ có những người ta sẽ đánh thẳng trực tiếp vào cái chủ thức thần quyền của Kitô giáo. Khi đấy mọi người sẽ hiểu dân chủ là phải chấp nhận nói xấu người khác, chấp nhận cuộc chơi mình nói xấu người khác thì người ta sẽ nói xấu mình, còn mình vu vạ cho người khác thì đương nhiên sẽ có người khác vu vạ mình, là cái chuyện là bình thường thôi nếu mà đã chấp nhận cuộc chơi như vậy.
Vâng, tôi xin có một vài chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả Việt Vision đã chịu khó lắng nghe một vài suy nghĩ của tôi ạ. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người từng đã sống.